Shin Hye-sun bị tẩy chay khi quảng bá thương hiệu khẩu trang vì đóng Mr. Queen. Mới đây, Shin Hye-sun đã được chọn làm người mẫu quảng bá cho một thương hiệu khẩu trang. Trong thời đại dịch bệnh COVID-19 đang đe dọa sức khỏe và tính mạng con người, khẩu trang đã trở thành nhu yếu phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đại diện công ty chăm sóc sức khỏe We Must Am đã công bố Shin Hye-sun là đại sứ quảng cáo của mình. Họ nhận xét rằng, nữ ngôi sao vốn là một người sở hữu hình ảnh tốt bụng và tươi sáng, điều này rất phù hợp với thương hiệu của công ty. Đáp lại báo cáo trên, nhiều cư dân mạng đã bắt đầu bày tỏ sự không hài lòng với sự lựa chọn đại diện thương hiệu trên. Thời gian trước, Shin Hye-sun thủ vai nữ chính trong drama ăn khách Mr. Queen. Tuy nhiên, bộ phim truyền hình này đã vấp phải nhiều tranh cãi. Mr. Queen không chỉ được cho là được chuyển thể từ một tác giả đưa ra những bình luận tiêu cực về Hàn Quốc, mà một số cảnh quay trong phim cũng bị cho là có vấn đề. Lời thoại trong Mr. Queen đã xúc phạm hồ sơ lịch sử đáng được tôn kính, biên niên sử của triều đại Joseon, gọi đó là những lời đồn đoán. Một số người cũng đưa ra ý kiến rằng bộ phim đã bóp méo lịch sử với chân dung nữ hoàng Shin Ji-eon. Mặc dù TVN đã xin lỗi, nhưng nhiều người vẫn phản đối Shin Hye-sun. Điều này là do một cuộc phỏng vấn mà Shin Hye-sun đã nói về Mr. Queen trước khi xảy ra tranh cãi. Nữ diễn viên từng tuyên bố rằng khi nhận và đọc kịch bản, cô nghĩ rằng nếu không nhận dự án, cô sẽ sống mà phải hối hận. Cư dân mạng đặt câu hỏi về ý định của Shin Hye-sun là gì nếu cô ấy nhận dự án ngay cả khi đọc trước kịch bản. Đương nhiên, người tiêu dùng không tích cực với tin tức về việc We Must Am chọn Shin Hye-sun làm người mẫu. Họ đã tràn vào trang chủ của thương hiệu với các cuộc phản đối chống lại nữ ngôi sao. Trước khi chính thức phát sóng, Mr. Queen đã bị một số khán giả xứ sở Kim Chi phản đối vì tiểu thuyết gia từng dính phải scandal phân biệt chủng tộc đối với người Hàn Quốc trong quá khứ bằng cách dùng những từ ngữ lóng mang ý nghĩa xúc phạm. Sau đó, nhà sản xuất chính của Mr. Queen đã lên tiếng giải thích để xoa dịu dư luận. Thế nhưng, tranh cãi về Mr. Queen vẫn không chấm dứt mà còn bùng lên dữ dội hơn sau khi tập 1 và 2 của phim được phát sóng trên kênh TVN. Khán giả nước này đồng loạt cáo buộc Mr. Queen không tôn trọng, đồng thời xuyên tạc lịch sử Hàn Quốc một cách nặng nề. Vượt qua mọi tranh cãi, Mr. Queen vẫn đang ngày càng bành trướng rating với những phân đoạn hài hước dồn dập. Trên các diễn đàn phim ảnh, khán giả cho rằng những tình tiết hài hước, giải trí trong phim xuất hiện nhiều nhưng không khi cưỡng, không bị loãng. Đây cũng được coi là điểm sáng giá của bộ phim. Tất cả tuyến nhân vật từ chính, phụ đều có đất diễn riêng và thể hiện được sự hài hước của mình. Shin Hye-sun là một trong những tên tuổi nổi tiếng trên màn ảnh thuộc xứ sở Kim Chi trong những năm trở lại đây. Trước khi đảm nhận vai nữ chính trong Mr. Queen, Shin Hye-sun đã xuất hiện trong hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám và ghi điểm tuyệt đối trong lòng khán giả. Shin Hye-sun bén duyên với nghề diễn vào năm 2013 qua series phim truyền hình nổi tiếng School 2013 KBS. Cô vào vai phụ mờ nhạt bên cạnh những cái tên nổi tiếng như Lee Jong-suk, Kim Woo-bin. Vào năm 2014, Shin Hye-sun góp mặt trong dự án phim truyền hình hợp tác giữa Việt Nam và CJENF Pictures của Hàn Quốc Tuổi Thanh Xuân. Qua vai diễn này, cái tên Shin Hye-sun cũng được khán giả Việt Nam biết đến nhiều hơn. Năm 2019, sự xuất hiện của cô trong át chủ bài reality mới của KBS Angels Admission Love đã đưa tên tuổi của nữ diễn viên lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, bộ phim Mr. Queen trong năm 2020 là dấu mốc nổi bật trong sự nghiệp của nàng hậu Shin Hye-sun. Từ đây, cô ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả trên toàn thế giới.